ngay sau khi mà tổng thống Ukraine là Zelensky kêu khóc về cái chuyện mà bị bỏ rơi, bị phương Tây bỏ rơi, thì ngày 26 tháng 2 là các nước Mỹ cũng như phương Tây đã bắt đầu các kế hoạch viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. thì ngày 26 tháng 2 tức là hôm qua thì Mỹ thông báo khoản viện trợ là 350 triệu đô gồm các trang thiết bị về quân sự trong bối cảnh mà Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass và mùa đông miền đông của Ukraine nhưng mà cũng không nêu rõ là nó nó là cái gì. Thì như vậy là Tổng viện trợ an ninh mà Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine trong năm nay là đã hơn 1 tỷ đô rồi. Thì ngoài ra thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Séc cũng thông báo khoản viện trợ là 76 triệu euro. Đấy, thông báo trên mạng Twitter của Bộ trưởng Quốc phòng Séc đấy thì đã duyệt rồi thì cùng ngày thì bộ trưởng quốc phòng Slovakia Slovakia với lại Czech này là hồi xưa là cùng một liên bang gọi là liên bang tiếp khắc này, là Czechsko thì bây giờ tách ra thành Czech và Slovakia thì ông xét thì cho là coi như là 7,6 triệu đô thì ông Slovakia này cũng nghèo hơn nhưng mà ông lại cho tới 11 triệu đô Đấy. thì thủ tướng Hy Lạp cũng cho biết là bộ y tế nước này sẽ gửi thuốc men và các trang thiết bị y tế cho Ukraine Hà Lan cũng tuyên bố viện trợ thêm vũ khí cho Ukraina mà Hà Lan sẽ cung cấp là 200 tên lửa phòng không Stinger. Stinger này là cái loại này là ông nga ông ghét lắm này. là cái loại này là nó là cái dạng mà mà súng phòng không vác vai, tức là là, là 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 nó cơ động khắp nơi, đi khắp nơi được. Thế là ông có thể là ông từ dưới ông phóng, ông trên nóc nhà cũng được, ông phóng lên máy bay thôi. Đấy, thì coi như là cái, cái đây là cái loại này là đang rất cần cho cho Ukraine. Rồi người phát ngôn chính phủ Đức cũng vậy, cũng là ngày 26 tháng 2 cũng thông báo là nước này quyết định cung cấp cho Nga là à, cho Ukraine là 1.000 hệ thống vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger ở trong kho dự trữ của của Đức. Thì cho biết cái vũ khí này sẽ được chuyển đến Ukraine trong thời gian sớm nhất. Thì như quý vị biết là coi như là hiện nay là xe tăng và các cái loại xe quân sự của Nga là tràn ngập khắp Ukraine cho nên là các cái loại mà vũ khí chống tăng này sẽ rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên nếu mà anh nga anh anh anh, anh hiểu anh biết đấy thì thì là coi như anh phải tập trung ngay mà coi như bộ binh là tràn khắp nơi luôn trà trộn vào mà có thể là... thì vì né được các cái, cái vũ khí chống tăng mà nó, nó nó đánh vào xe tăng thì thứ nhất là đạt nổ một cái thì coi như cái xe tăng nó nổ tung hết. Đấy, là coi như những người trong mới chết thì không nói nhưng mà rất nguy hiểm hoặc là tên lửa đất đối không cái, cái loại mà, 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 súng Stinger đấy thì như thế ông Đức cho 6 500 còn ông, ông Hà Lan cho 200 thì 700 này cũng chả đi đến đâu đâu nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm tại vì bây giờ là Nga bây giờ đổ bộ sang sang Ukraine thì bằng chủ yếu bằng hai con đường thôi một là bằng đường hàng không tức là các loại máy bay vận tải khổng lồ và các loại trực thăng là cho nhảy dù xuống Đấy, thế nó bây giờ ông chưa nhảy dù xuống mà nó nó bòm ra thì coi như rất nguy hiểm cho nên là cái này phải làm nhanh cái thứ hai bằng đường bộ mà đường bộ thì chỉ bằng xe vận tải với xe thiết giáp với xe tăng thì bây giờ nó có một nghìn cái vũ khí chống tăng này thì nó mà đến tay được của mấy cái thằng uh, ukraine này thì cũng không phải là dễ ra các cái loại vũ khí này có thể có hữu dụng hay không thì chưa biết bởi vì là cho thì nó cho lấy cái đồ thì dự trữ với cái mấy cái đồ mà có khi bị hư hỏng rồi thì đem đến thì chưa chắc là đến tay nhưng vẫn mang tiếng là viện trợ chứ bây giờ là nói là không viện trợ không cho không giúp gì hết thì nó cũng dở mà bây giờ cho cho đủ tốt thì cũng chưa chắc là tốt bây giờ lỡ mà có chuyện chiến tranh thế giới nó nổ ra nữa thì coi như là nó đánh vào nước mình để lấy cái gì mà đánh mà đỡ cho nên nó cho cũng gọi là gọi là cho cho có cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chưa chắc là đến tay quân đội Ukraine bởi vì là các cái tuyến đường người ta phong tỏa hết rồi mà các ông cho bây giờ đường đường hàng không là rõ ràng không được rồi tất cả các sân bay là ông nga cũng chặn hết rồi thế thì còn đường bộ mà đường bộ chỉ từ phía Ba Lan với Rumani sang thì phía Ba Lan sang thì quý vị biết là nó đi theo đường Lvov cái Lvov này hiện nay là nga nói là tổng thống Selena, uh, Zelensky là đang đang trốn ở đây À, gọi là đang đang ở đây nhưng mà vẫn coi như quay các cái hình ảnh giống như là ở Kiev nhưng mà thực tế là hoàn toàn là những hình ảnh ngụy trang thôi à, chứ thực tế là cũng như hồi xưa là Saddam Hussein của Iraq là cứ cứ, cứ giống như là là, là 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 trốn căng căng một cái phong màn đằng sau là giống như là đang ở ở thủ đô nhưng mà thực tế là chạy rồi nhưng mà nếu mà anh mà nói mà chạy rồi thì binh lính sẽ hạ vũ khí hết tại coi sếp lớn mà chạy rồi thì coi mình mình đánh đánh với ai lính lác đánh nhai cho nên người ta phải chơi cái bài là coi như là vẫn đang ở đấy hoặc là quay những cái thước phim trước đó rồi có kịch bản trước rồi đấy, bây giờ cứ phát ra là giống như là trực tiếp đấy nhưng mà thực tế không phải như thế đấy, thì bây giờ nếu mà, mà mà, anh, anh anh viện trợ cho nó cho cho Ukraine mà lại ông nga ông lại ông lượm hết cứ qua cái nào đó ông lượm hết cái đấy thì coi như cũng là cũng giải đấy chứ không phải là là chưa chắc đã là 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 là, là, là ok đâu cái viện trợ này thì nó có là, là, con dao hai lưỡi này thì bây giờ Ukraine đang cần uh, coi như là cái sự trợ giúp tất nhiên là con người thì không được dám qua rồi nếu mà con người mà của sĩ của của phương Tây mà nhảy vào đây vào chiến trường này thì coi như thành là chiến tranh thế giới Đấy, cho nên là không nhảy vào được nhảy vào còn sai hơn tức là ông ông nga ông đánh này cũng có là sai rồi thẹt phạt ông thẻ vàng được chứ còn nếu mà Mỹ phương Tây mà nhảy vào là thẻ đỏ luôn là coi như thế giới này là lộn thuộc vèo luôn cho nên cái cái này là lằn ranh đỏ cho nên không không thể bước qua cái lằn ranh đó được cho nên là bây giờ chỉ có bằng cách viện trợ bằng vũ khí khí tài hoặc là các thiết bị y tế thôi thì cái viện trợ này nó có hai nó nó, nó có hai mặt của nó là cái gì đấy hôm nay nó cho mày là coi 10 triệu 10 triệu đô nha tao cho mày là 20 triệu đô 100 triệu đô rồi đến khi mà xong một cái là bây giờ nó tái thiết đất nước Thế chiến tranh xong bao giờ cũng đánh đánh hồi rồi thôi chứ ai mà đánh hoài đâu thế là đánh xong thôi một cái là bắt đầu là tất cả thế giới bảo tại thế đất nước thì là tao hôm trước tao đưa mày 10 triệu rồi bây giờ tao phải ký được cái hợp đồng là 50 triệu còn hôm trước tao viện trợ cho mày là 350 triệu đô thì bây giờ là coi như tất cả cái thành phố này thành phố kia là phải tao phải tái thiết tao phải xây dựng hết các hợp đồng là phải của tao đấy cho nên đừng có tưởng là coi như ăn được cái viện trợ bây giờ mà coi như là là là, là 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 khổ lắm chứ mà bây giờ đang cần bây giờ cần sự động viên thôi chứ còn thực tế là vũ khí khí tài chưa chắc là đến tay được quân đội Ukraine đâu cho nên đừng tưởng bở cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video và rất mong quý vị bấm đăng ký để ủng hộ kênh và nhận các cái video tiếp theo tối nay sẽ là video về vấn đề các cái biện pháp trừng phạt lẫn nhau. Ở Mỹ và phương Tây đối với Nga và ngược lại. Xin cảm ơn quý vị.